Trong tập trước, Yến Thủy Nhất bị tên tam hoàng tử của Thánh Quang Đế Quốc cùng đám môn hạ vây công, muốn bắt nàng về để song tu. Đương nhiên, sau khi biết chuyện, Phương Hàn máu dồn lên não, tiễn cả đám về đoàn tụ sớm cùng ông bà tổ tiên. Không những thế, sau khi luyện hóa bản vũ chân huyết cướp được từ chỗ Hoa Thiên Đô, Phương Hàn cũng thành công đột phá đến trường sinh bí cảnh đệ ngũ trọng, tạo vật cảnh. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Mê Thiên Đại Thánh nhất định là vì thương sinh đại ấn của Cực Đạo Đại Đế lưu lại mà đến. Khối ấn này được Phương Hàn chiếm rồi vứt vào trong Hoàng Tuyền Đồ, cẩn thận chăm sóc 3.000 năm. Trong 3.000 năm này, bảy vị công chúa của Hồ tộc không ngừng tế luyện, tham ngộ thế nhưng cũng không có thành quả gì. Nguyên bản có một số công chúa Hồ tộc là Vạn Thọ Cảnh, thời gian 3.000 năm tương đương với 1/3 tuổi thọ của các nàng. Nguyên bản các nàng đã trải qua mấy ngàn năm tuổi, lại qua 3.000 năm nữa, chuẩn bị già yếu rồi tử vong. Nhưng mà cũng may là Phương Hàn có rất nhiều đan dược, trong đó có tiên đan, phục dụng một viên liền gia tăng mấy ngàn năm tuổi thọ. Như Thiên Đế Hoa Dương đan, phục dụng một viên có thể tăng được 5.000 năm tuổi thọ. Có những tiên đan này duy trì, đám công chúa Hồ tộc chẳng những không có già yếu, ngược lại tu vi tăng tiến, thọ nguyên cũng tăng lên rất nhiều. Tam hoàng tử, ta là Siêu Thiên Đại Thánh, có duyên gặp mặt một lần với Thiên Cơ Vương của Thánh Quang Đế Quốc các ngươi. Ngươi còn chưa biết tên ta đúng không? Hôm nay ta cứu ngươi một lần, ngươi phải nhớ kỹ. Người giết ngươi gọi là Phương Hàn, môn phái của hắn tên là Vũ Hóa Môn ở Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Siêu Thiên Đại Thánh khẽ phất tay, tam hoàng tử liền xuất hiện tại phía sau hắn. Thì ra là tiền bối. Tam hoàng tử gật gật đầu nhìn Siêu Thiên Đại Thánh, trong ánh mắt lóe lên cừu hận nồng đậm. Ta trở lại Thánh Quang Đế Quốc, nhất định sẽ bẩm báo với bệ hạ, san bằng Huyền Hoàng Đại Thế Giới, băm thay vạn đoạn tên Phương Hàn kia ra, còn có ả đàn bà kia nữa. Vậy à? Phương Hàn cũng nghe được lời này của hắn. Đã như vậy, vậy ngươi để mạng lại đi. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn không ngờ lại không để ý đến Siêu Thiên Đại Thánh, một chưởng bổ về phía tam hoàng tử. Phương Hàn ngang nhiên xuất thủ với Siêu Thiên Đại Thánh, là thánh giả yêu tộc tu luyện đến giới vương cảnh, có thể thấy được tính cách hung bạo của hắn, cuồng dã, trời không sợ, đất không sợ, có một loại tư vị xem nhẹ thiên địa. Phương Hàn xuất thủ, ngay cả Mê Thiên Đại Thánh cũng lắp bắp kinh hãi. Ánh mắt của nữ tử Hồ tộc, yêu tộc đại thánh này khẽ động, đang muốn ngăn cản nhưng đã muộn. Nguyên bản với loại cấp bậc như Mê Thiên Đại Thánh có thể liệu định trước bất kỳ một ý niệm nào, thế nhưng thực lực bây giờ của Phương Hàn trải qua 3.000 năm khổ tu thật sự là quá mức lợi hại. Vừa rồi lại hàng phục được Hắc Đế Triều Tịch Phiên, tất cả tích xúc đều chuyển hóa thành lực lượng tấn thăng làm tạo vật cảnh, lĩnh ngộ pháp tắc tạo vật, dung hợp tạo hóa chi khí, bản vũ chân huyết, lực lượng tiếp cận 1.000.000. Loại này tu vi đã không phải nàng có thể tùy ý muốn nắn ra sao thì nắn. Càng thêm khủng bố chính là hiện tại tiểu túc mệnh thuật của Phương Hàn cũng cực kỳ lợi hại, mỗi lần tấn thăng cảnh giới, uy lực của tiểu túc mệnh thuật cùng tăng tới tình trạng vô cùng khủng bố. Luyện tiểu túc mệnh thuật, bất cứ người nào cũng không thể thôi toán được sự hiện hữu của hắn, kể cả là tương lai hắn định làm gì, hiện tại ở nơi nào cũng không thể thôi toán. Cho nên Mê Thiên Đại Thánh không ngờ rằng Phương Hàn ở phía sau đột ngột xuất thủ. Thiên địa lốc xoáy, viêm đế chi nộ, luân hồi chi bàn, âm dương ngũ hành, số mệnh tinh nguyên, bàn vũ đại lực, cửu cửu chi tôn. Một chưởng này của Phương Hàn bổ qua, trên thân thể đột nhiên xuất hiện một con sông dài tới vạn dặm. Con sông này vắt ngang tinh không, trong đó sóng dữ cuồng nộ, khiến cho thiên hà trước mắt cũng ảm đạm thất sắc. Rất nhiều triều tịch chi lực trong thời không tới gia trì cho con sông này, khiến cho lực lượng của nó đột tiến. Nhất là thoạt nhìn bề ngoài con sông này do sóng dữ cuồn cuộn tạo thành, thế nhưng nhìn kỹ lại phát hiện, những con sóng này do rất nhiều thủy thần tạo thành. Những đầu thủy thần cự đại kia cầm tam xoa kích trong tay, đứng trên ngọn sóng diễn biến ra đủ loại thủy chi pháp tắc. Đây là thủ đoạn công kích lợi hại nhất của Hắc Đế Triều Tịch Phiên Thiên Địa Lốc Xoáy cùng Bất Hủ Cổ Lôi Pháo. Nguyên bản khí linh nữ tử hắc y của Hắc Đế Triều Tịch Phiên cũng không thể thi triển ra được, nhưng mà hiện tại Phương Hàn có Hoang Thần chi thi, có thể thi triển ra. Hơn nữa uy lực bành trướng siêu việt hơn xa thượng phẩm đạo khí, cùng đối ứng với thiên địa lốc xoáy lại là một dòng sông lớn, là dòng sông hỏa diễm, viêm đế chi nộ. Hỏa diễm trường hà cũng dài đến vạn dặm, trong đó là nham thạch nóng chảy như nước lũ. Dòng sông hỏa diễm này cuồn cuộn hơi nước, trong đó xuất hiện vô số hỏa thần cự đại. Những đầu hỏa thần này tay cầm hỏa diễm cờ xí cũng thể hiện ra hỏa chi pháp tắc. 10 vạn dặm hư không đều nổ tung, cháy sạch. Một khối tinh cầu nhỏ cách Phương Hàn không xa cũng xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Một số vẫn thạch khổng lồ bị hỏa diễm chi lực ảnh hưởng đều bị hòa tan, thậm chí biến thành khí lưu. Hai dòng sông lớn này đều dài hơn vạn dặm, một cái là thủy hà, một cái là hỏa diễm trường hà. Thế nhưng tại thượng lưu của hai con sông này lại xuất hiện luân hồi chi bàn luân chuyển, 72 ma ảnh trên mặt thúc dục luân bàn bao phủ tất cả thời không, làm cho thời không vạn vẹo xoay tròn, năng lực như tạo ra tinh cầu, sáng tạo tinh vực. Ba kiện tuyệt phẩm đạo khí cùng được thúc dục, hơn nữa còn được phát huy ra tới mức cuồng bạo. Cho dù của hỗn động cảnh hoàn toàn có thể thúc dục tuyệt phẩm đạo khí, thế nhưng cũng không thể thoáng cái thúc dục được ba kiện tuyệt phẩm đạo khí. Nhưng hiện tại Phương Hàn có thể, có Hoang Thần chi thi,
không chuyện gì là không thể làm. Hừ, siêu thiên đại thánh chính là cao thủ giới vương cảnh, trông thấy Phương Hàn xuất thủ, hùng phách thiên địa, trực tiếp thúc giục uy lực của ba kiện tuyệt phẩm đạo khí. Lúc này hắn hoàn toàn không thể bỏ chạy, chỉ có thể chống đỡ. Nhưng mà giờ khắc này tốc độ có nhanh tới mấy cũng không thể dùng, uy lực của ba kiện tuyệt phẩm đạo khí hoàn toàn phong tỏa hư không, biến hóa quỷ dị, nếu mà trốn chạy nhất định sẽ bị thiệt thòi lớn. Siêu thiên chí bảo, tung hoành vũ trụ. Tại thời khắc này siêu thiên đại thánh cũng thể hiện ra lực lượng cường hoành của bản thân, thân thể đột nhiên khẽ động, sau lưng mọc lên một đôi cánh vàng ròng, trên mặt đều là các loại phù văn tôn quý màu vàng lợt, cánh chỉ dài ba thước, thế nhưng khẽ vẫy động lại tạo ra một cỗ phong bạo quét ngang các hành tinh, là phong bạo màu vàng dài tới 10 vạn dặm, màu của gió cũng là màu vàng, loại gió này không ngờ lại có màu vàng, cũng không biết là loại phong bạo gì, đôi cánh của hắn cũng là tuyệt phẩm đạo khí, nhưng mà tựa hồ như vẫn chưa tu luyện thành hình, mà chỉ là một nửa tuyệt phẩm, thế nhưng một cái thế giới khổng lồ trong thân thể hắn vận chuyển, một cỗ thế giới chi lực mà ngay cả Phương Hàn cũng không thể giải thích được rót vào đôi cánh này. Thế giới chi lực có sự trợ giúp rất lớn đối với tuyệt phẩm đạo khí, người có cảnh giới bình thường không thể nào so sánh được. Trong nháy mắt uy lực của đôi cánh này đột tiến, phong bạo màu vàng hung hăng đụng tới luân hồi chi bàn, hỏa diễm hàn lưu, thủy khí hàn lưu, banh long, một cỗ phong bạo có thể hủy diệt tinh hệ bộc phát ra. A, Huyền Anh, Huyền Hạ được bảo hộ ở phía sau siêu thiên đại thánh, thậm chí tam hoàng tử đều bị cỗ lực lượng này chấn đắc vỡ nát thân thể, ngay cả pháp tắc không gian, các loại pháp bảo trong thân thể cũng đều bị vỡ nát. Huyền Anh, Huyền Hạ hai người kêu thảm một tiếng, nguyên khí linh hồn lập tức hóa thành hư ảo. Chỉ có tam hoàng tử tu luyện đến tạo vật cảnh, thân thể tuy bị phá vỡ, nhưng linh hồn vẫn còn. Tuy vậy nhưng cũng lung lay sắp đổ, chỉ còn lại chút nguyên khí rất nhỏ bao vây lấy mình. Thiên địa vạn vật khuất phục tại vận mệnh vận chuyển tạo hóa tố tạo tự nhiên. Thoáng cái đối chọi này, thanh âm của Phương Hàn đột nhiên vọng ra. Đám nguyên khí còn lại của tam hoàng tử bị một cỗ lực lượng tối tăm trói buộc. Sau một khắc linh hồn của tam hoàng tử bao hàm các loại pháp tắc tu luyện đều bị Phương Hàn nắm trong tay, mà một số phong bạo trong không gian cũng dần tan đi. Siêu thiên đại thánh, tuy ngươi tu luyện đến giới vương cảnh nhưng mà vẫn không đủ để bảo vệ tiểu tử kia. Ngươi thật cho rằng đem tiểu tử kia thủ hộ ở phía sau là an toàn sao? Ta liền cho ngươi biết, không ai có thể bảo vệ được người mà Phương Hàn ta muốn giết, cho dù giới vương cảnh cũng không thể. Phương Hàn không thèm để ý tới siêu thiên đại thánh, ngạo nghễ nói. Trong tinh không, thân thể siêu thiên đại thánh không tổn thương chút nào. Vừa rồi hắn thoáng cái đánh tan lực oanh kích của ba kiện tuyệt phẩm đạo khí, trên thực tế thực lực còn chiếm chút thượng phong, thế nhưng muốn bảo vệ người lại bị Phương Hàn mượn cơ hội giết chết, sắc mặt không khỏi tối sầm lại. Vừa rồi thật ra hắn đã bị thua một chiêu. Tiểu bối, người muốn chết? Trên mặt siêu thiên đại thánh xuất hiện vẻ dữ tợn trước nay chưa từng có, tựa hồ như lập tức muốn giết người. Đúng lúc này mê thiên đại thánh hơi chút khẽ động, muốn ngăn cản cuộc chiến chuẩn bị phát sinh giữa Phương Hàn cùng siêu thiên đại thánh. Nàng phát ra tiếng cười như chuông bạc, nhạc siêu, hiện tại ngươi không thừa nhận cũng không được, Phương Hàn đã không còn là tiểu bối nữa rồi, hắn đủ có thể chống lại thiên địa cự phách, kiêu hùng tinh không giới vương cảnh, liên thủ cùng hắn, yêu tộc chúng ta có thể chiếm được một chút địa vị trong vô cực đại thế giới, ngươi nói xem có đúng không? Hừ, siêu thiên đại thánh hừ lạnh một tiếng rồi nhìn Phương Hàn, lại nhìn qua mê thiên đại thánh, đồ mê, nếu như hiện tại ta chấp nhặt với tiểu bối này ngươi cũng tới ngăn chặn, hiện tại thương sinh đại ấn của hồ tộc ngươi trên người tên tiểu bối này, ta xem hắn chưa chắc đã giao ra đâu. Tới bây giờ mà ngươi vẫn còn gọi ta là tiểu bối, tu luyện giới, bất kể là người, ma, thần, Phật, yêu đều lấy thực lực vi tôn, ngươi không đối phó được ta, chúng ta coi như ngang hàng, nếu như ngươi muốn cố ý động thủ vậy chúng ta đại chiến một hồi, tưởng Phương Hàn ta sợ ngươi sao? Thanh âm của Phương Hàn khiến thiên địa rung động, tùy ý dao động khiến các vì sao cũng run rẩy, hào khí phá không, không hề sợ hãi, ha 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 ha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, Xích Uyên Ma Tôn không có nhìn lầm người. Lúc trước chúng ta cho rằng Xích Uyên Ma Tôn bị đè ép lâu như vậy tu vi có thể bị mai một, tính toán sai lầm mà coi trọng ngươi, thế nhưng hiện tại xem ra cảnh giới của hắn đã để thăng, thời gian ngắn ngủi như vậy mà ngươi có thể đứng ngang hàng với chúng ta. Một hồi cuồng tiếu vang lên, trong hư không lại xuất hiện một vị đại hán, nương theo đại hán này còn có năm nhân ảnh này mỗi người đều là yêu thánh khiến thiên địa rung động. Liệt Thiên Đại Thánh, Bạch Tượng, trông thấy vị đại hán kia, ánh mắt của Mê Thiên Đại Thánh biến đổi. Nàng đã nhận ra 6 người tới đều là thánh giả yêu tộc, đại hán kia là một đầu yêu thánh bạch tượng 6 ngà, được xưng là Liệt Thiên Đại Thánh, ý là lực lượng có thể kéo dài xé rách thiên không, pháp lực cường đại xếp hạng thứ nhất trong số rất nhiều đại thánh yêu tộc, mà siêu thiên đại thánh chỉ có tốc độ là đệ nhất mà thôi. Mê Thiên Đại Thánh chính là đệ nhất biến hóa, mấy vị yêu thánh còn lại đều có bản lãnh hùng bá một đại thế giới, ngao du trong thiên địa vũ trụ, không ai làm gì được, lần trước trong hỗn nguyên vô cực đồ cũng có thể thoát ra. Tiên khí cũng không làm gì được bọn họ, chư vị tới vừa kịp lúc,
Bảo bối của Thiên Vũ Chi Khố hiện tại đã rơi vào trong tay tiểu bối Phương Hàn này. Chúng ta cùng động thủ nhất định có thể chia chác được vô số bảo bối. Siêu Thiên Đại Thánh thoáng nhún vai nói, Siêu Thiên Đại Thánh, ngươi nhất định muốn đối địch cùng ta. Ta cho ngươi biết, kẻ đối nghịch cùng ta sẽ không có kết cục tốt đâu. Tất cả đều bị giết sạch cả nhà. Phương Hàn ngạo nghễ nói, ngươi không đánh ta, ta không phạm người. Nếu như phạm ta, ta sẽ diệt sạch cả nhà kẻ đó. Nhi tử, tôn tử, yêu tôn, lão bà, tình nhân của người ta cũng giết sạch bách. Ngươi có tin là ta dám hay không? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta chỉ uy hiếp ngươi thôi sao? Phương Hàn biết, đối phó với loại yêu tộc này tuyệt đối không thể giống như tiên đạo môn phái giảng đạo lý. Yêu tộc đều là người chú ý tới sinh tồn, chỉ có kẻ ác hơn mới có thể đứng trên đỉnh phong. Phương Hàn tiểu bối, ngươi dám uy hiếp ta? Siêu Thiên Đại Thánh thiếu chút nữa nổi trận lôi đình khi nghe thấy Phương Hàn nói vậy, nhưng mà hắn cũng chưa lập tức động thủ, chỉ là quanh thân biến hóa, đôi cánh vàng lợt một lần nữa vẫy động, tựa hồ như chuẩn bị động thủ. Khi động tác này được thực hiện, tất cả mọi người liền có một loại cảm giác, đầu yêu thánh này tùy thời có thể xuất hiện ở bất cứ một chỗ nào, hắn có thể lăng không thuấn di như thường. Hắn đã đạt tới giới vương cảnh, biết luyện chế tuyệt phẩm đạo khí, nhưng mà giới vương cảnh chỉ có thể luyện chế ra một nửa kiện tuyệt phẩm đạo khí, nếu muốn chính thức hoàn thiện phải là trường sinh bát trọng hỗn động cảnh. Vì thế hiện tại hắn còn chưa luyện hóa thành công đôi cánh này thành tuyệt phẩm đạo khí, chỉ là một nửa tuyệt phẩm mà thôi. Đương nhiên đấu mỗ thần hoàng có thể luyện chế một kiện tuyệt phẩm đạo khí là đấu mỗ huyền minh, nhưng mà thể chất của mụ là thần tộc, bất đồng với loài người, thần tộc có năng lực đặc thù. Tuy là như thế, cao thủ giới vương cảnh tu luyện ra cảnh giới của mình có thế giới chi lực, quả thực không phải người bình thường có thể so được. Huống hồ Siêu Thiên Đại Thánh còn có vài loại bí pháp, sau khi thi triển ra hắn có lòng tin khiến Phương Hàn trọng thương, bị chấn áp. Dù sao cảnh giới của Phương Hàn cũng trọn vẹn thấp hơn hắn hai bậc, đại đạo pháp tắc cũng ít hơn hắn nhiều. Hắn là đại thánh yêu tộc, địa vị tôn quý, há từng gặp kẻ nào dám uy hiếp giết cả nhà hắn. Tiểu bối, ngươi muốn tiêu diệt cả nhà ta, hiện tại ta muốn phòng ngừa rắc rối sau này, cho nên trước tiên diệt cả nhà ngươi đã. Vậy sao? Cả nhà của ta bây giờ đang được nhân hoàng bút bảo vệ, nếu như ngươi có thể thắng được nhân hoàng bút thì cứ việc. Còn nữa, ta quên nói cho ngươi biết, nhân hoàng bút đã tu luyện đến thiên địa nhất thể, cộng thêm khi ta tại Thiên Vũ Chi Khố đã chiếm được một khối tàn phiến của tạo hóa thần khí, luyện hóa xong, hiện tại tu vi của hắn đã là cấp bậc chân tiên, ta nghĩ hắn có thể tùy tiện bóp chết ngươi cũng không phải là chuyện không thể. Phương Hàn liên tục cười lạnh, Siêu Thiên Đại Thánh liền biến sắc khi nghe thấy lời này. Đúng vậy, Phương Hàn đã được nhân hoàng bút ủng hộ, diễu võ dương oai trong vũ hóa môn. Chuyện này chúng ta đã nhận được tin, hơn nữa lần này tới Thiên Vũ Chi Khố đoạt bảo, nhân hoàng bút phát uy tứ phương, cũng biết trên người Phương Hàn có vài món đồ tuyệt sát chi khí. Tàn phiến của tạo hóa thần khí, đây là bảo bối mà ngay cả tiên nhân cũng khó có thể thấy. Chỉ có nhân vật tham ngộ tạo hóa mới có thể luyện chế được tạo hóa thần khí, thiên quân uy chấn tiên giới cũng không thể. Nếu thật sự là tàn phiến của tạo hóa thần khí, sau khi nhân hoàng bút luyện hóa thật sự không phải chuyện nhỏ. Thế cho nên Phương Hàn tu luyện tới tạo vật cảnh là có thần lực, tiếp cận 1 triệu, rất có thể do công hiệu của tạo hóa chi khí. Có nhân hoàng bút làm chỗ dựa, kẻ này có thể nói là vững như núi. Nhân hoàng bút rất có tiềm lực tấn chức. Nếu quả thật có một ngày hắn tấn thăng làm tiên khí, sau đó lại có hy vọng trở thành tạo hóa thần khí, tới tiên giới cũng có thể làm chí tôn. Chuyện tình của tiên giới vẫn còn quá xa đối với chúng ta, tuy chúng ta có thể tung hoành trong vài đại thế giới, thế nhưng nếu lên tiên giới cũng chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Cho nên chúng ta phải làm ra một chuyện thật lớn, như Bàn Vũ Tiên Tôn, Hoàng Tuyền Đại Đế đám nhân vật này tại thế tục tu luyện tới cấp bậc thiên quân, phi thăng tiên giới cũng là cự đầu siêu việt hơn đám quần tiên, thật không biết bọn họ tu luyện như thế nào. Vậy bây giờ phải làm gì với tên Phương Hàn này? Liên minh, chỉ có liên minh mà thôi. Phương Hàn kẻ này là người có đại khí vận, càng trọng yếu hơn nữa là hắn có rất nhiều thế lực bảo vệ. Liên thủ cùng hắn, yêu tộc chúng ta cũng tìm được rất nhiều chỗ tốt. Huống chi hắn chiếm được hoang thần chi thi, không biết có bao nhiêu thần dương đan, có đại tác dụng đối với chuyện yêu tộc chúng ta hưng thịnh. Vô Cực Tinh Cung sở dĩ bồi dưỡng được nhiều đệ tử như vậy chẳng phải cũng là vì có thuần dương đại hải hay sao? Yêu tộc chúng ta nếu có đầy đủ thuần dương đan, như vậy có thể chiếm cứ tất cả tài nguyên của vô cực đại thế giới, tìm được bổn nguyên thế giới. Đến lúc đó đệ tử của yêu tộc chúng ta ra khỏi mặt đất lịch lãm, cắt nuốt sạch đám đệ tử của vô cực tinh cung, giết bọn chúng lấy thiên tài địa bảo. Không biết Phương Hàn có thể cung cấp thuần dương đan cho chúng ta hay không? Chỉ cần có đủ chỗ tốt hắn khẳng định có thể. Chứng kiến Phương Hàn dương cung bạt kiếm cùng Siêu Thiên Đại Thánh, rất nhiều đại thánh yêu tộc đều rối rít nghị luận, dùng thần niệm trao đổi lẫn nhau, một cỗ thế giới chi lực quét ngang hư không. Tốt lắm, tất cả mọi người là bằng hữu, làm gì phải căng thẳng như vậy, không nhìn thời chùa thì xem mặt Phật, trước mặt Xích Uyên tiền bối, Siêu Thiên Đại Thánh ngươi cũng không phải là không để mặt chứ. Liệt Thiên Đại Thánh bước về phía trước một bước nói, trong giới tu sĩ chỉ có lợi ích vĩnh hằng, không có thù hận vĩnh viễn. Trong những năm tháng đằng đẵng buồn chán, hết thảy cừu hận giống như trường hà trôi qua,
chỉ có lực lượng sinh mạng mới tiếp diễn vĩnh viễn, huống chi Phương Hàn tiểu hữu, siêu thiên đại thánh các ngươi đều là kẻ có khí phách một phương. Liệt thiên đại thánh nói rất đúng, Phương Hàn ha ha cười nói, con người của ta không quen tranh chấp với người khác, có thể hóa giải ân oán là chuyện tốt nhất, đánh đáng giết giết sẽ rất tổn thương hòa khí ta. Phương Hàn, tuyệt phẩm đạo khí chấn giáo của tộc ta, thương sinh đại ấn, không biết có ở trong tay ngươi hay không? Mê thiên đại thánh đột nhiên nói, mê thiên đại thánh, bản thân ngươi có thể luyện chế tuyệt phẩm đạo khí, vì sao còn phải coi trọng thương sinh đại ấn? Huống hồ thương sinh đại ấn này đã mất đi khí linh, uy lực đại giảm, nhất định phải ngưng tụ lại khí linh mới có thể phát ra lực lượng vốn có. Phương Hàn cũng không muốn đem kiện tuyệt phẩm đạo khí này trả cho hồ tộc, phải biết rằng thương sinh đại ấn này có phẩm chất ngang với hoàng tuyền đồ, trong đám tuyệt phẩm đạo khí có thể sánh ngang với bạo lôi chi thành, hỗn loạn nguyên thai, chỉ cần dung nhập vào tiên đạo pháp tắc có thể biến thành tiên khí. Loại tuyệt phẩm đạo khí anh ngu mà nguyện ý cho ra, nhất là cực đạo đại đế chiếm cứ đạo thống của vô cực đại thế giới, có thể cùng một cấp bậc với viễn cổ tam hoàng, luyện chế ra tuyệt phẩm đạo khí thương sinh đại ấn tuyệt đối có thể so với thiên hoàng kính, hoàng thư, nhân hoàng bút, hiện tại chẳng qua là chưa thể phát huy ra uy lực mà thôi. Trong thương sinh đại ấn khẳng định có bí mật rất lớn, tuy ta có thể luyện chế tuyệt phẩm đạo khí, nhưng mà há có thể so sánh được với ngọc tỷ của cực đạo đại đế. Ánh mắt của mê thiên đại thánh lưu truyền, cũng biết Phương Hàn không muốn giao thương sinh đại ấn ra. Phương Hàn đạo hữu, ngươi tần tần khổ khổ từ trong tay hoang thần vương cướp được thương sinh đại ấn, ta đương nhiên biết, nhưng mà hiện tại trên người ngươi có rất nhiều tuyệt phẩm đạo khí rồi, có thêm cũng không thực dụng nữa, chẳng lẽ ngươi không muốn kết một chuyện thiện duyên với hồ tộc ta? Huống chi ngươi cũng không thể phát huy ra hết uy lực của thương sinh đại ấn, hơn nữa trong đó ẩn chứa lạc ấn của cực đạo đại đế, thứ này tương khắc với một số công pháp mà ngươi đang tu luyện, rất dễ ảnh hưởng tới tu vi của ngươi. Ngươi tu luyện đại ngũ hành thuật, vậy phải lấy được ba kiện tuyệt phẩm đạo khí khác trong hoàng tuyền bảo khố, tang hoàng cự mộc chùy, ngũ nhạc chấn linh đao, lục tiên tuyệt thiên kiếm, hoàn toàn dung hợp với mộc hoàng cương khí, thổ hoàng cương khí, kim hoàng cương khí, chỉ cần năm kiện tuyệt phẩm đạo khí hợp nhất cùng đại ngũ hành thuật, tu vi của ngươi sẽ một lần nữa tăng vọt, ngạo thị thiên địa, siêu việt hơn cả chúng ta, thật sự có thể trở thành bá chủ, giết Tô Tú Y tìm được hoàng thư của hắn, hoàng tuyền đồ của ngươi có thể lột xác thành tiên khí, chỉ một khối ngọc tỷ cực đạo đại đế không đáng kể chút nào. Vậy à, hồ tộc có thể trợ giúp ta lấy được chân tàng trong bảo khố hoàng tuyền? Phương Hàn khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng lại âm thầm tính toán. Quả thực hiện tại lấy được thiên vũ chi khố, mục tiêu kế tiếp chính là hoàng tuyền bảo khố. Phương Hàn nhất định phải có được ba kiện tuyệt phẩm đạo khí ngũ hành khác trong hoàng tuyền bảo khố, luyện hóa dung nhập vào trong đại ngũ hành thuật mới có thể chính thức cường hoành, trước khi đại kiếp nạn thần tộc tới có thể tự bảo hộ mình bình yên vô sự. Đại kiếp nạn thần tộc không hề tầm thường, ngoại trừ cao thủ cấp bậc đấu mỗ thần hoàng gia, nghe đồn còn có thần đế ngấm ngầm thống lĩnh. Thần đế là gì? Là loại nhân vật sáng ngang với sánh ngang tiên nhân, ngay cả thái hoàng thiên chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Phương Hàn nếu không sớm chuẩn bị nhất định sẽ tử vong, nhất là dưới tình huống thần tộc luôn giám sát hắn, hắn không chuẩn bị sẽ chết còn nhanh hơn. Nếu như có thể có được hoàng tuyền bảo khố, như vậy áp lực sẽ giảm đi rất nhiều. Đúng vậy, Đồ Mê nói rất có đạo lý. Liệt thiên đại thánh, đầu tượng thánh giả này nói, ta biết ngươi có ân oán cùng Tô Tú Y, cũng biết ngươi có hoàng tuyền đồ, sẽ có thể mở được ra hoàng tuyền. Bây giờ hy vọng hợp tác với ngươi, chúng ta cùng nhau giết chết Tô Tú Y cướp lấy hoàng thư, các loại chân tàng trong hoàng tuyền bảo khố, thế nào? Vậy à, trong lòng Phương Hàn cười lạnh, mặt ngoài lại không có biểu hiện gì, hợp tác cùng đám yêu tộc các ngươi không thua gì bảo ta lột ra hổ, đến lúc đó ta nhất định sẽ thành công dã tràng rồi. Hừ, tiên khí ai mà không mơ ước, các ngươi liệu sẽ không công dâng hoàng thư cho ta sao? Quả thực là chuyện không thể nào. Nhất định sẽ nghĩ muốn giết chết cả ta nữa, sau đó cướp được tiên khí, đối kháng với vô cực tinh cung, muốn địa vị ngang với vô cực tinh cung. Trong lòng Phương Hàn sáng như tuyết, không nên nói thế. Phương Hàn tiểu đạo hữu, ngươi cảm thấy như thế sao? Đương nhiên, chúng ta hợp tác cũng có trụ cột. Ngươi thân là truyền nhân của Hoàng Tuyền Đại Đế, có tư cách lấy được Hoàng Tuyền bảo khố, cũng có lợi ích thật dày với yêu tộc chúng ta. Cổ Vân Băng ta sẽ làm chủ hướng tới Đồ Mê làm mối, để bày vị công chúa của hồ tộc cả cho ngươi làm tiểu thiếp, hầu hạ ngươi, để ngươi hưởng thụ ôn nhu ngọc ấm, lợi ích thông gia thì như thế nào? Một vị yêu thánh bước ra, nói, vị yêu thánh này là một lão nhân mặc y phục bạch sắc, toàn thân đều được bao phủ trong một tầng bạch quang, bồng bềnh như tiên, không hề có chút yêu khí, tựa hồ như một tu sĩ nhân loại vậy. Băng Thiên Đại Thánh, Liệt Thiên Đại Thánh hơi lùi lại, tựa hồ như có phần tôn trọng vị Băng Thiên Đại Thánh này. Phương Hàn thậm chí còn không thể nhìn được ra hình thể của vị Băng Thiên Đại Thánh này rốt cuộc là đồ yêu quái gì. Băng Thiên Đại Thánh, Cổ Vân Băng, như vậy là biện pháp tốt nhất. Yêu tộc chúng ta đều biết bảy nữ nhi của Mê Thiên Đại Thánh, mỗi người đều vô cùng cao ngạo, phải gả cho một nhân vật anh hùng. Đáng tiếc trong yêu tộc chúng ta không có người nào có thể xứng đôi với bảy nữ nhi này. Nhưng mà hiện tại Phương Hàn tiểu đạo hữu lại có thực lực hơn người,
đủ có thể ngạo thị chư thiên, song phương kết thông ra đều có chỗ lợi. Cổ Vân Băng chậm rãi nói, gì, các ngươi nói cái gì? Đám hỏi, cùng bảy vị công chúa hồ tộc, trong lòng Phương Hàn khẽ chấn động, đồng thời chân mày hơi nhíu lại, lại nói, hắn tuy đạo thuật cao thâm, nhưng lại không mắc bệnh tham luyến nữ sắc. Đương nhiên người tu hành tham luyến nữ sắc cũng không phải việc gì hiếm thấy, nhất là người trong ma đạo, bất kỳ một vị ma đế nào đều cũng có 3.000 phi tần, còn hưởng thụ hơn so với hoàng giả trong thế tục tùy ý tìm để âm dương thái bổ. Cho dù tiên đạo chí tôn cũng có rất nhiều hồng nhan chi kỳ, chúng nữ nhi, đều xuất hiện đi. Mê Thiên Đại Thánh đột nhiên khẽ động phất phất tay, bảy vị công chúa trong hoàng tuyển đồ dường như được triệu hoán ra vậy, đều bay ra, nhưng mà các nàng lại không thể mang được thương sinh đại ấn ra cùng. Phương Hàn cũng không có ngăn cản các nàng, bảy vị công chúa thoáng cái bay ra hết, thấy Mê Thiên Đại Thánh, mỗi người đều vui mừng nói, mẫu hậu, sau đó đều bay qua, lại chứng kiến bảy đại thánh giả yêu tộc, các nàng đều lắp bắp kinh hãi. Không ngờ tám đại thánh giả yêu tộc đều tụ tập đầy đủ, rốt cuộc là vì chuyện gì? Thất công chúa âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ là muốn đối phó với Phương Hàn? Phương Hàn chiếm được đạo thống của Thiên Vũ chi khố, rất nhiều bảo bối, quả thật khiến cho người ta trông mà thèm. Chúng nữ nhi, vừa rồi Cổ Vân Băng tiền bối thay các ngươi làm mối, gả cho một vị anh hùng chính là Phương Hàn này, thế nào? Bình thường trong yêu tộc chúng ta không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn đấu đá vì tranh giành các ngươi đều chướng mắt vì đám người này. Nói là sau này nhất định phải gả cho một nhân vật anh hùng, tuyệt phách thiên địa, hiện tại xem như thỏa mãn rồi chứ. Các ngươi đi theo Phương Hàn tiểu đạo hữu tranh đoạt Thiên Vũ chi khố, đối đầu với anh hào khắp nơi, cuối cùng nhanh chân đến trước, cao thủ như thế cũng được coi là nhân vật anh hùng đúng không? Mê Thiên Đại Thánh nhẹ nhàng cười cười nói với bảy vị công chúa. Là vậy ạ, bảy vị công chúa lúc này mới biết chuyện gì xảy ra, ánh mắt đều hướng về phía Phương Hàn, sau đó nét mặt mỗi người đều hiện ra một tia đỏ ửng. Cho dù là thất công chúa có vậy tu luyện đại diệt tình thuật cũng không ngoại lệ. Những ngày này bảy vị công chúa hồ tộc cùng một chỗ với Phương Hàn xông xáo Thiên Vũ chi khố, lại tu luyện 3.000 năm, các nàng đều thu vào trong mắt, ghi ở trong lòng đối với các loại thủ đoạn, sự lợi hại của Phương Hàn. Có thể nói các nàng coi như là những người có kiến thức rộng rãi, thế nhưng muốn tìm ra một người có tiềm lực lại lợi hại như Phương Hàn quả thực là khó. Trong yêu ma hai đạo càng khó tìm hơn, đi theo một nam tử như vậy, còn phải sợ sau này không thành đại đạo sao, chỉ cần nhìn hắn cứu Yên Thủy Thiên, một mình xông pha. Hiện tại trên tay còn giam hồn phách nguyên của tam hoàng tử, chín đại hầu gia, có thể nhìn ra được người này chỉ vì nữ nhân của mình sẽ làm ra hành động liều lĩnh cỡ nào. Càng lợi hại hơn chính là hắn còn dám xuất thủ với siêu thiên đại thánh, dưới sự che chở của siêu thiên đại thánh mà hắn vẫn cứng rắn giết tam hoàng tử, kẻ dám có ý đồ với nữ nhân của mình, loại nam nhân này tự nhiên là đáng để đi theo cả đời. Về phần bảy tỷ muội đều phục thị một nam nhân cũng không phải là chuyện lớn gì, trong yêu tộc, người mạnh làm vua, đại thánh yêu tộc chẳng phải là cũng có rất nhiều phi tử sao. Càng lợi hại hơn chính là nếu như các nàng làm tiểu thiếp của Phương Hàn, có thể danh chính ngôn thuận được chia sẻ hết thảy mọi thứ trong hoang thần chi thi, người tu đạo đều lấy lợi ích làm trọng, đặc biệt là người trong yêu ma hai đạo, hết thảy đều nghe lời mẫu hậu, cùng các vị đại thánh an bài. Đại công chúa là người đầu tiên lên tiếng, ta cũng giống như vậy, Ngân Linh công chúa cười nói, Phương Hàn tiểu đạo hữu, xem ra tâm tư của đám nữ nhi nhà ta đều đặt trên người ngươi rồi, không biết ý của ngươi thế nào, nếu như ngươi lấy bảy nữ nhi này của ta, chúng ta có thể chính thức kết liên minh, trợ giúp ngươi lấy được hoàng tuyền bảo khố. Mê Thiên Đại Thánh lại mở miệng, tựa hồ như đang chờ đợi Phương Hàn mở miệng đáp ứng hay không đáp ứng. Cái này, trong sát na này, trong lòng Phương Hàn lại do dự, hắn tự nhiên sẽ không tham luyến sắc đẹp, chẳng qua nếu như ngày hôm nay không đáp ứng, chỉ sợ sau này rất khó xử. Tám vị đại thánh yêu tộc mỗi người đều là hung thần ác sát, trường sinh thất trọng giới vương cảnh đại cự đầu, nếu chỉ một người Phương Hàn sẽ không sợ hãi, hai người liên thủ, Phương Hàn cũng phải bỏ trốn mất dạng. Ba người vây quanh, Phương Hàn chỉ sợ sẽ lâm vào nguy hiểm. Tám người cùng tiến lên, hắn chết không có chỗ chôn, không có một chút cơ hội sống sót. Phương Hàn lại không tin tám đại thánh yêu tộc này, bọn họ há có tâm tư thiện lương gì, chỉ cần đàm phán đổ vỡ, ai biết chuyện gì sẽ phát sinh. Đừng xem Mê Thiên Đại Thánh cười cười nói rất mê người, nhưng Phương Hàn có thể cảm giác được ở sâu trong nội tâm nữ tử này vì lợi ích có thể bỏ qua hết thảy, muốn cứng rắn lôi kéo mình, mà mặt ngoài không hề lộ ra, lạnh lẽo như hư không, lạnh lẽo như hư không. Trên người Mê Thiên Đại Thánh có một số tư vị loại này. Phương Hàn trầm mặc nghĩ, Phương Hàn, nếu như gả Mê Thiên Đại Thánh cho ngươi, ngươi còn có thể suy nghĩ lại, cho dù năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế cũng có rất nhiều phi tử, mà trong đám phi tử lại ít có cao thủ cường hãn đạt tới giới vương cảnh, trái lại có mấy vị hồng nhan chi kỳ làm tiểu tiếp cũng không phải là chuyện không tốt. Về phần bảy đại công chúa thì quên đi, tu vi quá thấp, không đáng để ta bồi dưỡng. Diêm ở trong Hoàng Tuyền đồ gầm thét, muốn lấy phải lấy nữ nhân như Mê Thiên Đại Thánh, ngươi hãy nói ra điều kiện này đi. Nói muốn lấy nàng, cưới nàng, như vậy bảy nữ nhi của nàng cũng đều là của ngươi. Phương Hàn, mau mau đặt điều kiện này với bọn họ đi, nhất định phải làm vậy. Diêm,
Ngươi đang nói cái gì vậy? Câm miệng cho ta. Thần niệm của Phương Hàn khẽ động liền oanh kích vào trong Hoàng Tuyền Đồ, trực tiếp trấn áp Diêm. Hiện tại Phương Hàn luyện hóa vong tình hà thủy hóa thành một đạo phù văn dấu ở trong thủy hoàng cương khí, triệt để nắm giữ Hoàng Tuyền Đồ, khống chế Diêm. Hiện tại Diêm chẳng qua chỉ là thuộc hạ của Phương Hàn mà không phải là quan hệ đồng bạn nữa. Ngươi ồn ào như vậy để Mê Thiên Đại Thánh nghe được, như vậy chúng ta sẽ lâm vào thế khó. Hãy yên tĩnh một chút đi. Thế nào, Phương Hàn tiểu đạo hữu, chẳng lẽ bảy nữ nhi của ta khiến ngươi không vừa mắt? Ta cũng biết ngươi có mấy hồng nhan tri kỷ, cho nên ta mới để mấy nữ nhi này làm tiểu thiếp của ngươi. Sau này ngươi còn có thể lấy chính thê. Mê Thiên Đại Thánh lại nói, chư vị, thật sự chân thành muốn hợp tác với ta đi lấy Hoàng Tuyền bảo khố sao? Phương Hàn hỏi, đúng vậy, tám vị thánh giả yêu tộc chúng ta có thể kết minh ước với tiểu đạo hữu. Băng Thiên Đại Thánh Cổ Vân Băng ha ha cười, Hoàng Tuyền môn của Tô Tú Y cực kỳ lợi hại, che giấu rất sâu. Hơn nữa Hoàng Thư trong tay, Hoàng Tuyền Ma Tông còn có ẩn nấp một số trưởng lão tu vi rất khó lường. Chỉ sợ không thể thu được bảo khố. Vài tháng nữa tiên đạo đại hội ở huyền hoàng đại thế giới chuẩn bị mở, mà Tô Tú Y còn muốn quyết chiến với Ứng Tiên Thiên. Đến lúc đó nhất định sẽ lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau động thủ, tới cấp Hoàng Tuyền bảo khố. Thế nào? Phương Hàn ha ha cười. Chúng ta cũng tính vậy. Cổ Vân Băng khẽ cười nói. Xem ra lần này tiểu đạo hữu đồng ý liên minh rồi. Đã như vậy chọn ngày không bằng gặp mặt. Ngươi ở chỗ này bái đường thành thân, kết thành liền cành với bảy vị công chúa. Không biết tiểu đạo hữu định thế nào? Mà thương sinh đại ấn của tiểu đạo hữu coi như là sính lễ của hồ tộc, như vậy càng thêm thuận lợi. Vậy à, thân thể Phương Hàn khẽ động, nói, Phương Hàn ta còn chưa quen bị người bức bách, hết thảy sự tình đều tự mình quyết định mới tốt. Nói như vậy tiểu đạo hữu không muốn lấy bảy vị mỹ nữ của yêu tộc chúng ta rồi. Cổ Vân Băng cười híp mắt nói, nhưng mà bên trong nụ cười của hắn ẩn tàng ý vị rất sâu xa, người nào cũng biết nếu như Phương Hàn nói không, chỉ sợ hắn sẽ lập tức trở mặt. Tám vị đại thánh yêu tộc, mỗi người đều có thủ đoạn cao cường. Ta mới luyện thành chút huyền công, muốn kiến thức một chút thủ đoạn của tám vị đại thánh, không biết thế nào. Phương Hàn đột nhiên ngửa mặt lên trời ha ha cười lớn, Băng Thiên Đại Thánh, ngươi có thể xác minh một chút đạo thuật với ta không? Tám đại yêu thánh có thể từng người lên một. Đương nhiên nếu như các ngươi có thể cùng lên, Phương Hàn ta tự biết không thể địch lại, nhưng cũng tuyệt không sợ hãi. Gì? Tám đại yêu thánh nghe thấy Phương Hàn nói vậy liền đưa mắt nhìn nhau. Liệt Thiên Đại Thánh lập tức lên tiếng, tốt tốt tốt, quả nhiên là anh hùng thiếu niên. Nhưng mà thiếu niên khí phách quá thịnh, sớm muộn gì cũng chết non. Xem ra Liệt Thiên Đại Thánh có phần hứng thú đối với ta, muốn ấn chứng đạo thuật cùng ta. Phương Hàn cũng không hề xem nhẹ, mà hắn âm thầm đem tinh khí khổng lồ của Tam Hoàng Tử tại lòng bàn tay tiến nhập vào trong cơ thể. Các loại pháp tắc tạo vật cũng bị hắn dung nhập vào trong động thiên của mình. Tam Hoàng Tử là cao thủ tạo vật cảnh đỉnh phong, pháp tắc tạo vật trong cơ thể ngưng luyện ra bất hủ vật chất, bị Phương Hàn hòa tan dung nhập vào thân thể, có thể cướp đoạt được rất nhiều pháp tắc tạo vật, tăng cường thực lực của bản thân. Hiện tại Phương Hàn cũng là cao thủ trường sinh ngũ trọng tạo vật cảnh, cướp đoạt càng nhiều pháp tắc tạo vật tu vi của hắn lại càng tăng lên. Đương nhiên nếu cướp đoạt quá nhiều pháp tắc tạo vật cũng không còn hữu dụng nữa, mà nhất định phải dựa vào pháp tắc tạo vật cải biến thân thể kết cấu cải biến thân thể, tu thành các loại thân thể bất hủ. Đây là một quá trình dài đằng đẵng, làm gì phải động đau động thương như vậy. Phương Hàn là đệ nhất phó trưởng môn của Vũ Hóa môn ta, hắn muốn lấy vợ, Vũ Hóa môn ta nhất định phải được biết chuyện này. Ta thân là trưởng giáo chí tôn, đương nhiên rất tán thành rồi, có thể kết liên minh với tám vị đại thánh yêu tộc đó thật sự là một chuyện rất may mắn. Đúng lúc này một thanh âm từ đằng xa truyền tới, sắc mặt của tám vị đại thánh yêu tộc đều thay đổi, bởi vì bọn họ không phát giác ra thanh âm này truyền tới từ phương nào. Đúng lúc này trong hư không, đầu tiên là hiện ra một cái gương, một người bước ra từ trong gương, là một thiếu niên thân thể thon dài, tóc kết trái đào, tuấn mỹ như vẽ, còn tú mỹ hơn cả Phương Hàn. Cũng không có khí phách đằng đằng như Phương Hàn mà ôn nhuận như ngọc. Kiểm kiểm quân tử, Phong Bạch Vũ, trưởng giáo Vũ Hóa môn, người chấp trưởng Thiên Hoàng Kính, tám đại thánh yêu tộc đều đã nhìn ra người này. Ánh mắt của Mê Thiên Đại Thánh rất kinh ngạc, dùng một loại ngữ khí có vài phần khiếp sợ nói, chẳng phải Thái Nhất môn bố trí tuyệt sát cấm pháp vây tất cả đám thái thượng trưởng lão Vũ Hóa môn các người lại, muốn tiêu diệt cả môn phái các người sao? Tại sao ngươi có thể trốn ra tới đây? Đồ Mê cô nương nói đùa rồi, ta đã sớm biết ý đồ của Thái Nhất môn. Thế cho nên mới cùng Vũ Hóa Tam Thánh chuẩn bị rất lâu, dùng Thiên Hoàng Kính phục chế ra hình thể chúng ta rồi cho những hình thể này bị vây hãm trong đó. Thật ra chân thân đã sớm phát ly, tiêu diêu tự tại rồi, Phong Bạch Vũ cuối cùng cũng xuất hiện. Không ai có thể ngờ rằng lúc này Phong Bạch Vũ xuất hiện, mà ngay cả Phương Hàn cũng không ngờ rằng trưởng giáo chí tôn Vũ Hóa môn xuất hiện ở chỗ này giải vây giúp mình. Nhưng mà trong lòng hắn cũng yên tâm lại, Phong Bạch Vũ xuất hiện ở đây, vậy chỉ sợ nguy cơ của Vũ Hóa môn cũng được hóa giải rồi. Nhưng mà Phong Bạch Vũ khẳng định đã biết chuyện Hoa Thiên Đô cấu kết cùng Thái Nhất môn, đại vị trưởng giáo Vũ Hóa môn khẳng định là của mình rồi. Chư vị đại thánh yêu tộc, thế nào? Ta đại biểu cho Phương Hàn đồng ý đám hỏi lần này,
Cực đạo đại đế luyện chế ra thương sinh đại ấn, coi như đó là của hồi môn cho hồ tộc đi. Phong Bạch Vũ chậm rãi đi tới, thân hình giống như bất động, phiêu phủ mà tới, mỗi người đều phải cân nhắc quỹ tích hành tẩu của hắn, dường như hắn có thể tùy thời xuất hiện ở bất cứ đâu. Phong Bạch Vũ lại tấn trước, Phương Hàn nhìn bộ dáng của Phong Bạch Vũ, phân tích tu vi của hắn, hắn đã tấn thăng tới thiên vị cảnh, tham ngộ thiên vị pháp tắc, còn có một loại tư vị mông lung lập lòe như quỷ thần. Hơn nữa trong thân thể hắn ẩn chứa một loại khí tức nguy hiểm không thể nói rõ. Loại khí tức nguy hiểm này thẩm thấu tới mỗi góc trong hư không, thậm chí tiểu túc mệnh thuật của Phương Hàn cũng bị rung động. Hiển nhiên là cương khí thần bí trong thân thể Phong Bạch Vũ có năng lực uy hiếp tới Phương Hàn. Phong Bạch Vũ là một người thần bí, đáng tiếc bây giờ ta vẫn chưa thể nhìn thấu hắn. Giờ khắc này tu vi của Phương Hàn đã đột tiến, còn mắt nhìn Phong Bạch Vũ cũng không còn là nhìn một vị trưởng giáo chí tôn cao cao tại thượng như lúc trước nữa. Nhưng mà hiện tại Phong Bạch Vũ vẫn như cũ thập phần thần bí, không thể thấy rốt cuộc hắn có lai lịch thế nào. Hừ, Vũ Hóa Môn kết thông gia với yêu tộc ta, tự nhiên trước tiên phải đem xính lễ ra đã, trước tiên đem thương sinh đại ấn của cực đạo đại đế ra làm xính lễ. Thế nào, còn nữa, yêu tộc chúng ta tự nhiên sẽ đem của hồi môn ra, bảo khố của Hoàng Tuyền đại đế là của hồi môn tốt nhất. Đúng lúc này một vị đại thánh yêu tộc đi ra, vị đại thánh yêu tộc này là một nam tử y phục màu xanh, cái mũi khá lớn, ngang tàng uy vũ, thân thể thẳng tắp toát ra một cỗ khí tức vừa hãn tán phát trong vũ trụ. Đạp Thiên đại thánh, Lưu Đạp Thiên. Phong Bạch Vũ nhìn nam tử quần áo màu xanh này, biết đây là một đầu thanh ngưu tu thành đại thánh yêu tộc, phi thường hung hãn, danh chấn vô cực đại thế giới, không biết đã giết chết bao nhiêu đệ tử của vô cực tinh cung, còn ngao du hư không, cướp đoạt khắp nơi. Hung uy của Đạp Thiên đại thánh đã rung động khắp mười tinh vực, rất nhiều đại thế giới, nhưng mà Phong Bạch Vũ cũng không thèm để ý, trên mặt hiện ra một nụ cười suy ngẫm. Lưu Đạp Thiên, cho dù ta đem thương sinh đại ấn làm xính lễ cũng phải tặng cho hồ tộc, không phải giao cho ngưu tộc, ngươi tự nhiên xuất đầu là có ý gì? Ha ha. Lưu Đạp Thiên cuồng tiếu một tiếng, cũng không có ý tứ gì, chỉ là nghe nói trưởng giáo của Vũ Hóa Môn là một tên tiểu bối, tại 3000 năm trước dụ dỗ thánh nữ của vô cực tinh cung, thánh nữ tu vi cao thâm đã sớm tu thành hư tiên, cực kỳ lợi hại, mà ngươi lúc đó mới chỉ là bất tử chi thân, cư nhiên có thể dụ dỗ nàng, đây là vì sao? Một là con kiến hôi, một là thần long, song phương sinh ra cảm tình, thật sự làm cho ta rất hiếu kỳ. Cho dù hiện tại Phong Bạch Vũ ngươi bất quá cũng chỉ là nhân vật thiên vị cảnh, vẫn không đáng nhắc tới trước mặt hư tiên, rốt cuộc là vì sao? Hiện tại ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc có chỗ nào huyền diệu. Trong lúc nói chuyện, bàn tay của Lưu Đạp Thiên khẽ động cách không đánh ra một trường bổ tới phía Phong Bạch Vũ. Dầm, một đạo khí lưu màu xanh dài đến 3000 dặm trải trên không trung, trong đạo khí lưu như trường hà này xuất hiện một cái móng trâu cự đại, trên mặt đề trường này có rất nhiều phù văn lưu chuyển, tản mát ra một cỗ khí tức như muốn đạp nát vạn vật dưới chân. Cái móng trâu này đạp trên hư không, toát ra một cỗ lực lượng uy mãnh như ngục, thâm trầm như biển, khí phách như ma. Có thể tưởng tượng ra, bất kỳ cao thủ nào mà bị móng trâu này đạp chúng đều biến thành bánh thịt, hơn nữa chung quanh bị một cỗ thế giới chi lực phong tỏa, trừ phi là đồng dạng dùng thế giới chi lực đối kháng, nếu không căn bản không phải là đối thủ của nó. Đạp Thiên đại thánh, thần thông của ngươi quả nhiên không phải tầm thường, nhưng mà ngươi quá coi thường ta rồi. Trong lúc nói chuyện, Phong Bạch Vũ liền xoay tròn thiên hoàng kính trong lòng bàn tay. Trên mặt tấm gương bắn ra trùng trùng điệp điệp tinh quang chiếu xạ ra, trong tinh mang xuất hiện một bóng ảnh này tựa hồ như hoàn toàn hợp nhất cùng hào quang, biến thành khí linh của thiên hoàng kính. Hơn nữa khí linh này rất cường đại, mang khí tức có tính hủy diệt. Phương Hàn cũng hơi cảm thấy quen thuộc với cỗ khí tức hủy diệt này, nhưng mà càng khiến hắn rung động chính là khí linh của thiên hoàng kính thập phần cường đại, hơi chút khẽ động còn cường đại hơn cả thế giới chi lực của Đạp Thiên đại thánh. Đây là cái gì? Khí linh của thiên hoàng kính, tại sao hắn có thể ngưng tụ thành khí linh? Mà lực lượng của khí linh này lại rất cường hoành, còn cường hoành hơn nhiều so với Xiển Nhấp Niếp. Phong Bạch Vũ từ đâu tìm được khí linh lợi hại như vậy? Đạo khí linh này thậm chí còn cường hoành hơn cả 8 vị đại thánh yêu tộc. Ở sâu trong nội tâm Phương Hàn sinh ra một tia khiếp sợ. Gì? Quả nhiên Phong Bạch Vũ phát ra đạo kính quang này, hơi chút quét qua liền đánh nát bầy móng trâu của Lưu Đạp Thiên. Vẻ mặt đang vui vẻ của Lưu Đạp Thiên lập tức biến thành thần sắc khó có thể tin. Khí linh này tại sao còn mạnh hơn cả ta? Thật sự là quá mạnh mẽ. Tại sao lại xuất hiện một đầu khí linh cường đại như thế? Ta vận chuyển 3000 con ma nhãn cũng không thể nhìn ra khí linh trong tinh quang rốt cuộc có bộ dáng gì. Thế nhưng cuối cùng ta lại cảm giác thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Tại thời khắc này Phương Hàn cũng có một số nghi vấn. Phong Bạch Vũ cự nhiên lợi hại như vậy, sắc mặt của rất nhiều đại thánh đều biến đổi. Chư vị, chúng ta còn đang luận bàn công bằng đấy. Cho dù 8 vị cùng tiến lên, bản thân ta cùng Phương Hàn vẫn có thể thoát khốn. Huống chi Vũ Hóa Tam Thánh tùy thời đều có thể tới đây. Phong Bạch Vũ nhẹ cười. Có một loại phong độ không nói lên lời, khống chế toàn trường, còn có năng lực khống chế cục diện mạnh hơn rất nhiều so với Phương Hàn. Phương Hàn, Hoa Thiên Đô đã bán đứng Vũ Hóa Môn ta, hiện tại ta đang thương lượng cùng Vũ Hóa Tam Thánh,
đã chính thức liệt ngươi vào vị trí đại trưởng môn, cho ngươi chấp trưởng hết thảy sự vụ của Vũ Hóa môn, đồng thời trục xuất Hoa Thiên Đô khỏi Sư môn. Tại trên đại hội tiên đạo sẽ chiếu cáo thiên hạ, ngươi cảm thấy như thế nào? Khi Phương Hàn còn chưa lên tiếng, thời điểm Phong Bạch Vũ không chế tràng diện, một cỗ ý niệm truyền vào trong đầu hắn. Hoa Thiên Đô lại dám phản bội, lâu ngày mới thấy lòng người a. Yên tâm, một khi ngươi thoái vị đại vị trưởng giáo chí tôn, ta sẽ lên tiếp nhận, nhất định sẽ để Vũ Hóa môn hùng bá cả huyền hoàng đại thế giới. Phương Hàn dùng ngữ khí hòa hoãn truyền lại, ngươi có năng lực làm việc này, ta biết chuyện ngươi đã cướp được hoang thần chi thi. Thần niệm của Phong Bạch Vũ xen lẫn vẻ vui mừng. Phương Thanh Tuyết, Nhân Hoàng Bút sao lại không thấy ở đây? Nhân Hoàng Bút đi tìm những khối tàn phiến tạo hóa thần khí khác, muốn dung nhập vào thân thể, mà Phương Thanh Tuyết sư tỷ cũng đi theo hắn, còn có cả Giao Quang sư tỷ nữa, bất quá bọn họ sẽ về trước khi đại kiếp nạn thần tộc buông xuống. Vậy sao? Tàn phiến của tạo hóa thần khí? Trên mặt Phong Bạch Vũ lóe lên một tia thâm trầm, cũng không có tiếp tục truy vấn nữa. Khí linh của Thương Sinh Đại Ấn đã chuyển thế, hay là đã chạy đi đâu? Nhưng mà Cực Đạo Đại Đế chính là nhân vật cùng cấp với Thượng Cổ Tam Hoàng, đơn giản giết chết tiên nhân. Thương Sinh Đại Ấn của hắn có uy lực tuyệt luân, tuyệt đối không dưới Thiên Hoàng Kính, Hoàng Thư, Nhân Hoàng Bút. Lúc trước cũng là tiên khí, nhưng mà gặp phải kiếp nạn cho nên mới biến thành tuyệt phẩm đạo khí. Loại vật này tuyệt đối không thể giao cho yêu tộc, mà nhất định phải thuộc về Vũ Hóa môn ta. Đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một nhân vật cực kỳ lợi hại, lúc đó luyện chế hắn thành khí linh mới. Ai? Không biết người mà trưởng giáo chí tôn nói tới là ai? Ứng Tiên Thiên. Tiên Thiên, Ứng Tiên Thiên. Phong Bạch Vũ nói, ta thi triển ra Thiên Hoàng Cảnh, Thiên Vị Chi Đạo, ngẫu nhiên suy tính được người này nhất định sẽ tấn thăng tới trường sinh thất trọng giới vương cảnh, sau đó chiến đấu cùng Tô Tú Y tranh đoạt vị trí đệ nhất nhân ma đạo, song phương đều lưỡng bại câu thương. Sau đó chúng ta tìm cơ hội ra tay giết chết Ứng Tiên Thiên luyện chế thành khí linh, sau đó lại giết Tô Tú Y cướp lấy Hoàng Thư, luyện chế thành Hoàng Tuyển đồ thành tiên khí, thuận thế thu lấy Hoàng Tuyển bảo khố, Vũ Hóa môn chúng ta có thể tiếp tục chiếm lấy Nguyên Tiên phủ đệ, không ngoài một năm uy danh có thể hiển hách, trấn áp các đại môn phái trong chư thiên, hoàn toàn thống nhất huyền hoàng đại thế giới. Tiếp theo là tiêu diệt Vô Cực Tinh Cung, tạo thành một đại sự nghiệp muôn đời trong 3.000 đại thế giới. Trưởng giáo chí tôn có dã tâm thật lớn, bất quá hiện tại lực lượng của Vũ Hóa môn chúng ta còn chưa đủ để hoàn thành đại nghiệp này a. Phương Hàn bất động thanh sắc nói, đúng vậy, cho nên trước tiên phải nuôi hổ lấy ra, tích xúc lực lượng. 8 vị đại thánh yêu tộc là một lưỡi đao rất tốt, mượn đao giết người. Phong Bạch Vũ nói, 8 người này tuy lợi hại thế nhưng bằng vào trí tuệ của hai chúng ta vẫn đủ có thể đùa bỡn bọn chúng trong lòng bàn tay. Từ trên xuống dưới Vũ Hóa môn ta đều thấy được tâm cơ của Phương Hàn ngươi, hiện tại là thời cơ cực tốt, chẳng lẽ ngươi không có chút tin tưởng nào sao? Hết thầy đều nghe trưởng giáo chí tôn an bài, ta chỉ cần tìm được chỗ tốt, chuyện gì cũng có thể làm. Phương Hàn vẫn bất động thanh sắc, biết thời biết thế. Lúc này hắn đã cảm giác được Phong Bạch Vũ người này phi thường thần bí. Phong Bạch Vũ cũng bất động thanh sắc nói, bây giờ ngươi là đại trưởng môn của Vũ Hóa môn ta, sau khi đại kiếp nạn thần tộc qua đi ta sẽ thoái vị, nhưng mà hiện tại ta sẽ thương lượng hết thảy mọi chuyện với ngươi. Phong trưởng giáo, ngươi quả nhiên là người nổi bật, xem ra thật sự là hậu sinh khả úy. Cổ Vân Băng Băng Thiên Đại Thánh bước ra nói, có hai vị Vũ Hóa môn lo gì không phát uy, sừng sững trong thiên địa. Như vậy sau 3 tháng nữa chúng ta sẽ tụ tập lại, 8 vị đại thánh yêu tộc chắc hẳn cũng biết 3 tháng sau chính là đại hội tiên đạo của huyền hoàng đại thế giới ta, mà còn có một trường quyết chiến có 102, hai vị cao thủ ma đạo quyết đấu, đến lúc đó chính là thời cơ cực tốt để chúng ta liên thủ cướp lấy bảo bối. Về phần 7 vị công chúa hồ tộc Thanh Khâu Sơn hãy trở về trước, Đồ Mê cô nương chuẩn bị phần hồi môn dài như vậy, mà Vũ Hóa môn ta cũng nên chuẩn bị xính lễ để đáp lại, phần xính lễ này đảm bảo khiến các người thỏa mãn. Thế nào? Một câu nói của Phong Bạch Vũ như định ra càn khôn. Phong trưởng giáo, quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, chuyện kia cứ quyết định như vậy đi, chúng ta hạ một cái liên minh tạm thời đi. Băng Thiên Đại Thánh Cổ Vân Băng cùng mấy vị đại thánh còn lại liếc mắt nhìn nhau, sau đó cảm thấy không thể nào ăn được Phương Hàn cùng Phong Bạch Vũ, thế cho nên chỉ lưu lại một chuỗi tiếng cười truyền lại, tựa hồ như đã thừa nhận ý định của Phong Bạch Vũ. Mê Thiên Đại Thánh Đồ Mê, ánh mắt của đầu hồ yêu này lưu chuyển, đôi con ngươi trong suốt bắn ra quang mang, tựa hồ như có phần không cam lòng. Nếu như có được Thương Sinh Đại Ấn do Cực Đạo Đại Đế luyện chế, hồ tộc lập tức có thể trở thành đệ nhất yêu tộc, thế nhưng hiện tại xem ra Phương Hàn có chết cũng không chịu giao ra rồi, mà có dùng sức mạnh cũng chưa chắc đoạt được. Phong Bạch Vũ thi triển ra uy lực của Thiên Hoàng Kính, lực lượng thâm sâu khó lường, khí linh trong đó còn mạnh hơn cả nàng, quả thật là không biết dùng cách nào để hàng phục. Chúng nữ nhi, chúng ta đi thôi, trở về chuẩn bị trang điểm, 3 tháng sau các người sẽ chính thức xuất giá rồi. Mê Thiên Đại Thánh vung tay lên, 7 vị công chúa hồ tộc đều được quấn bởi một phiến quang mang màu hồng, sau đó thân thể lóe lên, qua lại như con thoi giữa các hành tinh, trong nháy mắt đã đi qua 1.000 vạn dặm, mấy trăm triệu dặm, biến mất trong phiến tinh không này. Hừ, Siêu Thiên Đại Thánh hừ lạnh một tiếng, tốc độ còn nhanh gấp 10 lần Mê Thiên Đại Thánh.
Băng Thiên Đại Thánh, Đạp Thiên Đại Thánh cũng lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Phương Hàn cùng Phong Bạch Vũ lăng không trong phiến hư không. Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt đều hiện lên vẻ hồ ly. Là lão hồ ly nhìn nhau, tựa hồ như đều chờ đợi xem ai sẽ lên tiếng trước. Trưởng giáo Chí Tôn quả nhiên lợi hại, lần này nếu như không phải ngươi tới cứu ta, bị tám đại yêu thánh vây cung quả thật quá nguy hiểm, nếu như không để ý có khi còn bị chết oan nữa. Thật lâu sau, Phương Hàn mới mở miệng, trưởng giáo Chí Tôn đã ngưng tụ thành khí linh của uy lực lớn nhất, thật là chuyện đáng mừng, thiên hoàng kính có thể phát huy ra uy lực lớn nhất rồi, hy vọng có thể sớm ngày tấn thăng làm tiên khí, cho dù tấn chức thành tiên khí cũng không có là gì. Trái lại nhân hoàng bút lĩnh ngộ cảnh giới thiên địa nhất thể đi tìm tàn phiến của tạo hóa thần khí, sau này có hy vọng tấn thăng làm tạo hóa thần khí, có đầu bút này bảo hộ, cho dù người trên tiên giới có muốn đối phó với ngươi cũng có thể thong dong mà hành tẩu. Trong lời nói của Phong Bạch Vũ có mang theo thâm ý, lời này của trưởng giáo Chí Tôn là có ý gì? Người ở tiên giới muốn đối phó với ta, tuy ta tu luyện có chút thành tựu, thế nhưng vẫn chỉ là con kiến khi so với tiên nhân chân chính, tiên giới sao lại muốn đối phó với ta? Phương Hàn làm ra vẻ nghi hoặc khó hiểu, thế nhưng trong lòng lại đang lắp bắp kinh hãi, tự nhiên là bởi vì Thanh Tuyết rồi. Thật ra đại kiếp nạn thần tộc tuy gian nan thế nhưng vũ hóa môn ta có thể ứng phó được, nhưng sau này sẽ có một trường đại kiếp nạn chính thức làm rung động chư thiên, tiên giới cũng bị ảnh hưởng. Có một loại phương pháp có thể hóa giải được trận đại kiếp nạn này, đó chính là vận mệnh, mà chân lý của vận mệnh lại nằm trên người ngươi cùng với Thanh Tuyết. Đại kiếp nạn thần tộc so ra mà nói, chẳng qua chỉ là một đóa hoa nhỏ trên đại dương bao la mà thôi. Phong Bạch Vũ thần thần bí bí nói, trong giọng nói còn có một tia lạnh lẽo. Đại kiếp nạn gì mà còn nguy hiểm hơn cả đại kiếp nạn thần tộc? Phương Hàn thực sự sợ hãi, đại kiếp nạn thần tộc đã từng cuốn phăng tất cả chư thiên, rất nhiều chủng tộc, cái này đã rất khủng bố rồi. Thế nhưng bây giờ Phong Bạch Vũ lại nói là đại kiếp nạn thần tộc chỉ như một đóa hoa nhỏ, như vậy đại kiếp nạn chính thức sẽ như thế nào, còn khủng bố tới bực nào? Thiên nhân ngũ suy, Phong Bạch Vũ nói, trong miệng phun ra bốn chữ lạnh như băng. Thiên nhân ngũ suy, Phương Hàn nghe thấy mấy từ này, hắn nghĩ lại trong kinh điển cổ lão cũng không có ghi lại mấy từ này, không biết ý nghĩa của nó là gì. Người không nên hỏi ta, ta cũng không biết là gì. Sắc mặt của Phong Bạch Vũ trầm trọng nói, ta chỉ tìm được dấu vết khi thiên địa tan vỡ trong ký ức mà thôi. Đại kiếp nạn thiên nhân ngũ suy là kiếp số của chư thiên giới trong thiên địa, không người nào có thể trốn, tiên nhân cũng không thể tiêu dao, duy chỉ có người sở hữu đạo thuật vận mệnh, có khí tức của vĩnh sinh mới có thể hóa giải được nguy nan này. Thiên nhân ngũ suy, thiên nhân ngũ suy. Phương Hàn thì thào lẩm bẩm bốn chữ này, càng nhắc tới trong lòng lại càng sờn tóc gáy. Đại kiếp nạn này cũng có thể lan tràn tới tiên giới, như vậy với chúng ta mà nói chỉ đành bất lực, ta chỉ là con kiến hôi mà thôi. Cũng không thể nói như vậy, con kiến hôi cũng có một ngày có thể hóa thành thần long, cây cỏ cũng có một ngày trở thành đại thụ che trời. Phong Bạch Vũ nói, Phương Hàn, không thể tưởng được tu vi của ngươi lại tiến nhanh như vậy, rất nhanh sẽ vượt qua kẻ làm trưởng giáo Chí Tôn ta rồi. Từ khi ngươi nhập môn tới hiện tại liệu được mấy năm chứ? Ta cũng đã tu luyện mấy ngàn năm rồi, luận về tuổi thọ thực tế cũng không chênh lệch với trưởng giáo Chí Tôn ngươi là bao. Phương Hàn ha ha cười, hắn ở trong Hoàng Tuyền Đô nghịch chuyển thời gian, tuổi thọ thực tế cũng hơn 3.000, tiếp cận 4.000 tuổi rồi. Tuy so ra còn kém những lão quái vật có tuổi thọ ngoài 10 vạn năm, thế nhưng tuyệt đối không phải chỉ vài năm mà có thể được như hiện tại. Tại trong Hoàng Tuyền Đô nghịch chuyển thời gian khổ tu cũng là chuyện tốt, củng cố căn cơ, tu vi của ngươi đột nhiên tăng mạnh, như vậy phải cần mấy ngàn năm tĩnh tọa mới có thể lắng đọng xuống, mà hiện tại xem ra khí chất của ngươi trầm ổn hơn rất nhiều. Trưởng giáo của vũ hóa môn ta chính là cần những người như ngươi vậy. Phong Bạch Vũ khen ngợi, sau đó một loại ngữ khí trầm ngâm nói, có phải ngươi đã khống chế Yên Thủy Thiên của Thái Nhất Môn, để nàng làm tai mắt cho ngươi, ngươi lặng lẽ chuẩn bị tiếp nhận Thái Nhất Môn? Hảo thủ đoạn, hảo thủ đoạn, cho dù ta năm đó cũng không có được thủ đoạn như ngươi, lật tay làm mây úp tay làm mưa, bố cục liên hoàn như vậy. Trưởng giáo Chí Tôn quá khen, chuyện này sớm muộn gì cũng bị lộ ra, ta còn đang suy tính có nên tiếp tục thực hiện kế hoạch này hay không. Ta không muốn nữ nhân của mình bị tra tấn. Hiện tại Yên Thủy Thiên đang tu luyện trong Hoàng Tuyền Đồ, trưởng giáo Chí Tôn đã biết kế hoạch của ta, không bằng gặp mặt nàng một lần thế nào? Trong lòng Phương Hàn khẽ động, đột nhiên nói, a, đã như vậy ta cũng muốn gặp nàng một phen. Ánh mắt của Phong Bạch Vũ sáng ngời, trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng. Phương Hàn, ban đầu rất nhiều thái thượng trưởng lão đều muốn nhìn năng lực của ngươi so với Hoa Thiên Đô, cho nên mới một mực do dự cân nhắc. Thế nhưng ta biết Hoa Thiên Đô chỉ là một tên phế vật, ăn cây táo, rào cây sung, thời khắc mấu chốt lại phản bội, mà ngươi mới chân chính là hùng tài đại lược. Trưởng giáo Chí Tôn, nên tiến vào trong Hoàng Tuyền Đồ nói chuyện sẽ tốt hơn. Phương Hàn vung tay lên, Hoàng Tuyền Đồ hiện ra. Phong Bạch Vũ cũng không để ý, tùy ý bước vào trong. Điều này khiến Phương Hàn chấn động, bởi vì hắn cảm giác được cho dù Phong Bạch Vũ có tiến vào trong Hoàng Tuyền Đồ mình cũng không thể nắm bắt được hắn, bởi vì thời điểm tất cả luân hồi chi lực bao vây lấy Phong Bạch Vũ, cự nhiên lại trống trơn, giống như hắn không phải là người vậy, mà chỉ là một đạo hư ảnh.
vừa tiến vào trong hoàng tuyển đồ, thời gian trôi qua đột nhiên nhanh hơn bên ngoài rất nhiều. Lúc này Phương Hàn một lần nữa vận dụng 1 triệu đan dược, thiêu đốt lên. Thời gian trôi qua là bên ngoài 1 canh giờ, bên trong là 100 năm. Lúc này Yên Thủy Thiên đang ở trong này tu luyện, luyện hóa toàn bộ nguyên khí, pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian của Chí Vũ Hầu, Chân Vũ Hầu, Chiến Vũ Hầu. Vô số thuần dương khí dưới lực lượng của Hoàng Tuyển Đồ đều biến thành từng đầu thuần dương chi long tiến vào trong cơ thể Yên Thủy Thiên, khiến cho các huyệt khiếu trong thân thể của nàng đều được đả thông, hóa thành một cỗ pháp lực bổn nguyên, khiến cho mỗi thời mỗi khắc pháp lực của nàng đột tiến. Quả nhiên là Yên Thủy Thiên, thượng cổ thủy thần chuyển thế. Chứng kiến tràng cảnh Yên Thủy Thiên tu luyện, Phong Bạch Vũ không khỏi gật đầu. Đột nhiên lúc này hắn điểm ra một ngón tay, đầu ngón tay ngưng tụ thành một điểm quang mang đen nhẫy, là một loại khí tức khó hiểu, có điểm cùng loại với tạo hóa chi khí mà Nhân Hoàng Bút đưa vào trong cơ thể Phương Hàn. Phương Hàn bắt đầu khẽ động chuẩn bị xuất thủ chặn lại, thế nhưng sau đó cũng cảm giác được cỗ ô quang này cùng loại với tạo hóa chi khí, cho nên hắn cũng không xuất thủ, mặc cho Phong Bạch Vũ điểm ra dung nhập vào trong hộ thân cương khí mà Yên Thủy Thiên tu luyện thành. Ong ong ong, thân thể của Yên Thủy Thiên đột nhiên chấn động, tất cả tinh thể pháp tắc thoáng cái dung nhập toàn bộ vào trong thân thể, thẩm thấu vào mỗi một tấc huyết nhục. Yên Thủy Thiên mạnh mẽ mở to mắt nhìn thấy Phong Bạch Vũ, đầu tiên là cả kinh, sau đó đã nhìn thấy Phương Hàn, trái tim mới hòa hoãn lại, gật gật đầu, quanh thân xoay tròn, thân thể đột nhiên biến thành từng đạo hơi nước, cuối cùng một lần nữa ngưng tụ lại, biến thành hình thể chân thực. Động thiên của nàng lấy bản thân làm trung tâm khuếch tán ra, trọn vẹn rộng tới 8.000 dặm mới ngừng lại, một cỗ thời gian chi lực cường đại thong thả vận chuyển trong động thiên. Lúc trước nàng tu luyện là trường sinh tam trọng động thiên cảnh, mà hiện tại đã trực tiếp bước chân vào trụ quang cảnh, ngoại trừ phục dụng đại lượng tiên đan ra, chính yếu nhất chính là một cỗ nguyên khí cùng loại với tạo hóa chi khí do Phong Bạch Vũ đưa tới. Phương Hàn bằng vào kinh nghiệm có thể nhìn ra, cỗ khí lưu thần bí này chẳng qua chỉ có tác dụng phụ trợ tu luyện, không có chút tác hại gì, nếu không hắn đã sớm xuất thủ ngăn chặn rồi. Phong Bạch Vũ, trưởng giáo Vũ Hóa Môn. Yên Thủy Thiên từ từ thu lại pháp lực, khôi phục trạng thái khi toàn thịnh, ánh mắt nhìn Phong Bạch Vũ, lại nhìn Phương Hàn. Lần này tổ sư Thái Hoàng Thiên đã cùng rất nhiều thái thượng trưởng lão bố trí tuyệt sát đại trận vây khốn các người trong giả kho, các người có thể đào tẩu. Điều này sao có thể xảy ra chứ? Không có gì là không có khả năng cả. Cứ nhìn Yên Thủy Thiên ngươi vậy, là người có hy vọng kế thừa đại vị trưởng giáo của Thái Nhất Môn, thế nhưng lại ở cùng với đệ tử Phương Hàn, trở thành liền cảnh, điều này càng không thể tin nổi. Phong Bạch Vũ cười cười nói, không biết chúng ta có cơ hội hợp tác hay không. Hiện tại Vũ Hóa Môn ta cùng Thái Nhất Môn là sinh tử đại địch, sau này nhất định chỉ có một môn phái sừng sững tại Hoàng Huyền đại thế giới. Ngươi định đi con đường nào? Phương Hàn, chàng nói đi. Ánh mắt của Yên Thủy Thiên ánh mắt chuyển hướng về phía Phương Hàn. Ta không sao, hết thảy đều do nàng lựa chọn. Ta không muốn bị bất cứ trói buộc nào, cũng tôn trọng ý nghĩ của người bên cạnh ta. Vũ Hóa Môn không cách nào trói buộc ta. Đại vị trưởng giáo của Vũ Hóa Môn cũng không thể trói buộc được ta. Phương Hàn thoáng nhún vai, khẽ vẫy tay liền ôm lấy Yên Thủy Thiên. Nàng có thể lựa chọn tiếp tục trở lại làm đệ nhất phó trưởng môn, cũng có thể lựa chọn ở lại bên cạnh ta. Hết thảy đều do nàng tự quyết định. Những lời này của Phương Hàn cũng chính là những lời thật từ đáy lòng. Hắn muốn đối phó với Thái Nhất Môn, để Yên Thủy Thiên đi nằm vùng mà náo nhất định sẽ gặp nguy hiểm rất lớn, mà hắn cũng không nỡ làm vậy, không thể để nữ nhân của mình gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Hơn nữa trong lòng Yên Thủy Thiên khẳng định không muốn, bởi vì Thái Nhất Môn là sư môn của mình, dù sao cũng có ơn nuôi dưỡng, ở trong môn phái tranh quyền đoạt lợi, hóa giải ân oán giữa Phương Hàn cùng Thái Nhất Môn là có thể. Thế nhưng để trợ giúp Phương Hàn đối phó, thậm chí phá vỡ Thái Nhất Môn, trong lòng nàng vẫn còn chướng ngại rất lớn. Đương nhiên nếu như lực lượng của Phương Hàn trở nên cường hoành hơn, có thể liệt sát Thái Nhất Môn, hủy diệt Thái Nhất Môn, Yên Thủy Thiên cũng không phải phân vân gì nữa, càng sẽ không can thiệp vào ân oán giữa Phương Hàn cùng Thái Nhất Môn, chính mình rời đi thật xa, sau này mới trở về, như vậy hai bên đều không nói được gì. Phương Hàn tự nhiên là rất hiểu tâm lý của Yên Thủy Thiên, hắn tuyệt đối sẽ không bắt buộc nữ nhân của mình làm bất cứ chuyện gì, cũng không lợi dụng nữ nhân của mình. Phương Hàn, chàng đúng là tri kỷ của ta, biết được sự lựa chọn của ta. Yên Thủy Thiên rất cảm kích khi nghe thấy Phương Hàn nói như vậy. Phong Bạch Vũ, nghe nói ngươi đã từng có tình cảm với thánh nữ của Vô Cực Tinh Cung, về sau lợi dụng nàng đi ăn cắp phù chiếu tiên giới ở sâu trong Vô Cực Tinh Cung, làm xúc phạm tới uy nghiêm của tiên giới, sau đó bị tiên giới hạ xuống trừng phạt, trấn áp nàng tại Vô Cực Đồ, vĩnh viễn không thể thoát thân. Nói đến đây Yên Thủy Thiên cố ý dừng lại, cũng không nói tiếp, thế nhưng ý tứ lại rất rõ ràng, chính là Phong Bạch Vũ lợi dụng nữ nhân của mình, tại phương diện tình nghĩa còn xa không bằng Phương Hàn. Phong Bạch Vũ nghe vậy, ánh mắt có một tia hoảng hốt mà mông lung, có một số việc các người không thể biết, vận mệnh trêu người, tạo hóa trêu người, không phải người thường nhân có thể khống chế. Khi bị vận mệnh tạo hóa khống chế, hết thảy đều là cát bụi, hết thảy đều là mây bay. Nhưng mà Phương Hàn chấp trưởng đại giáo của Vũ Hóa Môn ta rất an tâm. Chuyện giữa các ngươi thì hãy tự mình quyết định đi,
Phong Bạch Vũ ta ngay cả chuyện của mình còn không giải quyết được, càng không làm ra chuyện gì với Yên Thủy Thiên ngươi. Bất quá ta phải nói với ngươi một câu, Thái Hoàng Thiên kẻ này cũng không phải đơn giản như vậy, mỗi một người tu luyện tới cảnh giới chân tiên đều thấy rõ thiên cơ, loại nhân vật này tính toán rất rất sâu, mỗi một bước đều tính toán thập phần chính xác, ngươi trở lại Thái Nhất Môn nhất định phải thật cẩn thận, không nên để lộ bất cứ dấu vết nào, nếu không, Thái Hoàng Thiên sẽ bố trí thủ đoạn sâu xa, nhờ vào ngươi để ám toán Phương Hàn đó. Vậy sao? Chuyện này ta biết, bất quá ta đã tu luyện tới trụ quang cảnh, địa vị tăng lên rất nhiều, trong đám phó trưởng môn, ta đã là đệ nhất, hơn nữa Xích Dung Thiên chết rồi, hạt giống trưởng giáo của Thái Nhất Môn không phải là ta thì là ai, điểm này ta rất có lòng tin, ta tự nhiên sẽ lợi dụng điểm này mà như cá gặp nước tiến lên, hơn nữa Thái Hoàng Thiên Tổ Sư đã tu tới cảnh giới chân tiên, đã câu thông với tiên giới, sớm muộn gì cũng phi thăng, mà thăng không thể trở xuống nữa, sau khi vừa phi thăng, hết thảy mọi chuyện đều do ta làm chủ, Yên Thủy Thiên nói, Thái Hoàng Thiên đã tu tới cảnh giới chân tiên, quả thật phải phi thăng rồi, nhưng bất quá theo ta tính, tại trăm năm trước hắn đã tu thành chân tiên rồi, nên sớm phi thăng lên tiên giới mới phải, nhưng mà vẫn chậm chạp không chịu phi thăng hiển nhiên là vì phù chiếu của tiên giới. Phong Bạch Vũ nói, xem ra Thái Nhất Môn đang có một đại âm mưu, nhưng mà Thái Thượng trưởng lão của Thái Nhất Môn các ngươi, Nhan Trầm ngươi là người của Tô Tú Y, tin tức này ngươi lên để lộ cho Thái Hoàng Thiên biết, đây là tự nhiên, nhưng mà không thể tưởng được Thái Nhan Thiên là người của Tô Tú Y, Nhan Trầm ngươi là Thái Thượng trưởng lão rất lâu đời của Thái Nhất Môn chúng ta, là nữ nhi của Nhan Ngọc Kinh. Tại 3 vạn năm trước Nhan Ngọc Kinh cũng đã phi thăng, nghe đồn cũng là một cự đầu tại tiên giới. Người như vậy tiền đồ bất khả hạn lượng, cho dù Thái Hoàng Thiên cũng không dám đơn giản xử trí Nhan Trầm Ngư, nếu không sau khi phi thăng tiên giới sẽ khó ăn nói với Nhan Ngọc Kinh. Yên Thủy Thiên trầm tư nói, còn có một tầng quan hệ sâu xa như vậy sao? Lai lịch của Nhan Trầm Ngư không nhỏ, nhưng mà tại sao nàng phải theo Tô Tú Y cái tên rác rưởi này? Phụ thân của hắn cũng là nhân vật đã phi thăng tiên giới, chỗ dựa này cũng thật khó lường. Trong lòng Phương Hàn cũng trầm tư. Chuyện xảy ra giữa nam nữ thường thường đều là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Phong Bạch Vũ lại nói, đương nhiên có lẽ trên người Tô Tú Y có thiên đại bí mật có thể làm cho Thái Nhan Thiên được thứ gì đó. Nữ tử Nhan Trầm Ngư này sẽ không dễ dàng bị người ta lợi dụng đâu. Ta đã từng tâm tình suốt 3 ngày 3 đêm với nàng. Nàng tuyệt đối không phải là vật trong ao. Ở nha, Phong Bạch Vũ này quả thật lợi hại. Tại sao cũng có quan hệ với nữ nhân như vậy? Tâm tình 3 ngày 3 đêm cùng Nhan Trầm Ngư. Ý tứ chính là dụ dỗ nàng 3 ngày 3 đêm. Nhưng mà nàng cũng không phải vật trong ao. Nói cách khác nữ nhân này cũng không có mắc câu. Trong lòng Phương Hàn dâng lên ý nghĩ xấu, Phong Bạch Vũ người câu dẫn không được, mà Tô Tú Y khẳng định cũng không dụ dỗ được nàng. Phong Bạch Vũ cũng không biết giờ khắc này trong lòng Phương Hàn lại nghĩ tới vấn đề này, nếu biết chỉ sợ hắn sẽ tức thổ huyết. Hắn quanh chân ngồi trong hư không của Hoàng Tuyền Đồ, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới tựa hồ như đang tìm hiểu bí mật của Hoàng Tuyền Đồ. Phương Hàn cũng cảm giác được Phong Bạch Vũ tùy ý bắn phá đã hiểu ra rất nhiều bí mật trong Hoàng Tuyền Đồ, nhưng mà luân hồi chi bàn ở chỗ sâu nhất, trên mặt ẩn chứa huyền bí, ngay cả Phương Hàn cũng không thể nhìn rõ ràng, Phong Bạch Vũ cũng khó có thể xem thấu. Phương Hàn, Hoàng Thần Chi Thi đã rơi vào trong tay ngươi, không biết có thể lấy ra cho trưởng giáo chí tôn ta thưởng thức một phen không? Phong Bạch Vũ đột nhiên nói, cái này, Hoàng Thần Chi Thi là chỗ dựa lớn nhất của Phương Hàn, hiện tại quan trọng thậm chí vượt qua Hoàng Tuyền Đồ, nếu như không có Hoàng Thần Chi Thi, Phương Hàn tuyệt đối không cách nào thúc giục được Hoàng Tuyền Đồ, Viêm Đế Hỏa Long Đình, Hắc Đế Triều Tịch Phiên. Ba kiện tuyệt phẩm đạo khí này đã cứng rắn cướp Tam Hoàng Tử từ trong tay Siêu Thiên Đại Thánh, sau đó đánh nát rồi luyện hóa. Hiện tại các loại thần thông trên người Tam Hoàng Tử đều bị Phương Hàn cướp đoạt, duy nhất có một môn thần thông trong 3.000 đại đạo, Đại Quang Mang Thuật lại bị Phương Hàn dung nhập vào trong thân thể, chậm rãi luyện hóa. Huyết nhục trên người Phương Hàn lộ ra một loại sáng bóng trong suốt. Đại Quang Mang Thuật trong 3.000 đại đạo cũng là thần thông bài danh trước 20, tuy không bằng Đại Âm Dương Thuật, Đại Ngũ Hành Thuật, thế nhưng tu luyện tới cực hạn có thể phát ra vô lượng quang, rất siêu việt trong vũ trụ, khiến cho có một số chỗ trong 3.000 đại thế giới cũng sẽ đắm chìm trong thánh quang của mình, khiến cho mình trở thành chân thần duy nhất trong thiên địa. Hơn nữa Đại Quang Mang Thuật này chính là do Tam Hoàng Tử khổ luyện mà thành, lần này bị Phương Hàn cướp lấy, lại trải qua Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh luyện chế, Tiểu Túc Mệnh Thuật cột rửa, phù văn của Đại Quang Mang Thuật đã hoàn toàn mất đi lạc ấn, dung nhập vào trong thân thể Phương Hàn, biến thành thần thông bổn mạng của hắn. Hiện tại Phương Hàn đã sở hữu 25 loại thần thông trong 3.000 đại đạo. Càng lợi hại hơn chính là một khối vật chất bất hủ lớn bằng nắm tay cũng triệt để bị đánh tan dung nhập vào trong động thiên của Phương Hàn, lập tức vách tường thủy tinh trong động thiên của Phương Hàn chính thức nhuyễn động như huyết nhục trong suốt tác ra một cỗ tạo vật chi khí hào hùng cải tạo thân thể hắn. Phương Hàn đang ở giai đoạn giữa tạo vật cảnh, thuộc về loại tầng thứ pháp lực tương đối thâm hậu, cũng không phải còn non như nhân vật vừa tiến vào tạo vật cảnh, nhưng mà pháp lực của Phương Hàn vẫn chỉ tiếp cận 1 triệu, mà tuổi thọ của hắn lại tăng lên đạt tới tình trạng khủng bố là 49 vạn năm. Đúng vậy, tuổi thọ hiện tại của hắn khoảng chừng 49 vạn năm,
Tu luyện 3.000 năm trong Hoàng Tuyền Đồ, tuổi thọ của hắn cũng đã khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Khi đi ra luyện hóa Hắc Đế Triều Tịch Phiên, nước hỏa hòa hợp, tấn thăng lên tạo vật cảnh, tuổi thọ tăng lên một bước nữa, hiện tại rốt cục cũng đại thành, đạt tới số lượng đại diễn, 49 vạn năm. Phong Bạch Vũ chỉ lặng lặng nhìn biến hóa của Phương Hàn, cũng không nói lời nào, cũng không biết sâu trong nội tâm hắn đang suy nghĩ cái gì. Dù sao người này mỗi thời mỗi khác đều mang theo một loại trạng thái thâm sâu khó lường. Phương Hàn, hiện tại chàng tu luyện đến tạo vật cảnh, có thể mở ra tầng thứ 3 của Hoang Thần Chi Thi rồi, thử xem trong tầng thứ 3 này rốt cuộc có thứ gì, nên đi xem một chút. Đương nhiên ở trước mặt Phong Bạch Vũ, tốt nhất không nên lộ ra bí mật trọng yếu nhất. Yên Thủy Thiên đột nhiên nói, đúng rồi, ta còn không để ý, hiện tại đạt tới tạo vật cảnh, có thể mở ra tầng thứ 3 của Hoang Thần Chi Thi, trong này khẳng định có đại bí mật, nhưng mà hiện tại Phong Bạch Vũ đã nói như vậy. Vậy để hắn kiến thức, ta có thể thừa cơ xem trên người vị trưởng giáo chí tôn này rốt cuộc có bí mật gì. Hoang Thần Chi Thi đã hoàn toàn dung nhập là một thể với thế giới chi thụ của ta. Chờ khi tu vi của ta đạt tới cảnh giới nhất định sẽ hoàn toàn mở ra hết bí mật trong chiếc chìa khóa này, đem nó biến thành chiếc chìa khóa chính thức mở ra đại môn tiên giới. Trong truyền thuyết Hoang Thần Chi Thi tùy ý có thể đưa người ra vào tiên giới. Phương Hàn khẽ phất tay, một cái gương từ trên người hắn bay ra, hắn lại vung tay lên ném cái gương này cho Phong Bạch Vũ. Hắn cũng không sợ Phong Bạch Vũ cướp đoạt. Đầu tiên là vì đang ở bên trong Hoàng Tuyền Đồ, thứ hai, hắn đã luyện hóa Hoang Thần Chi Thi, căn bản không người nào có thể cướp đoạt. Tâm ý khẽ động, chiếc chìa khóa này sẽ câu thông tâm linh cùng mình, liên lạc qua hư không, không có bất kỳ pháp lực nào có thể ngăn cản. Lại nói hắn cũng không tin Phong Bạch Vũ sẽ làm ra chuyện cướp đoạt pháp bảo của mình. Tổ Vu Kính, ánh mắt của Phong Bạch Vũ lóe lên, nhận lấy Tổ Vu Kính do Phương Hàn ném tới, thần sắc khẽ động, lại lấy ra Thiên Hoàng Kính của mình, so sánh một phen. Thiên Hoàng Kính xưa cũ mà sáng người tràn ngập khí tức quang minh thượng cổ, nhìn thoáng qua một cái chính là trời thiên chi chính đạo, mà Tổ Vu Kính lại âm u mờ mịt, màu sắc đồng đen, như nhiễm bụi của lịch sử, quỷ bí khó lường nhưng lại không phải tư vị của tà khí, mà đại biểu cho thiên chi tà đạo. Tà đạo, vu thuật bí mật, gương tốt, thiên hoàng chi cảnh, thiên chi chính đạo, tổ vu chi cảnh, thiên chi tà đạo, một chính một thiên hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tuần hoàn như âm dương, như nước chảy, đáng tiếc. Phong Bạch Vũ vuốt ve Tổ Vu Kính rồi cảm thán, cũng không biết cảm thán vì điều gì, dường như Tổ Vu Kính gây cho hắn hứng thú còn hơn nhiều so với Hoang Thần Chi Thi vậy. Sao vậy? Phong Bạch Vũ này cảm thấy hứng thú đối với Tổ Vu Kính. Thiên chi chính đạo, thiên chi tà đạo, hai cái gương này rốt cuộc có huyền diệu gì? Tổ Vu Kính ở trên tay ta cũng không thể phát huy ra một số thủ đoạn huyền diệu, trong truyền thuyết đó là bảo bối trí cao của vu đạo đại thế giới, bất quá ta tham ngộ 3.000 năm cũng chỉ thấy trong đó có không gian để chứa Hoang Thần Chi Thi mà thôi. Cũng không phát hiện ra huyền bí gì. Có lẽ Phong Bạch Vũ có thể cho ta biết một số điều huyền diệu của Tổ Vu Kính. Phương Hàn biết Tổ Vu Kính khẳng định có lai lịch không nhỏ. Trưởng giáo chí tôn, Hoang Thần Chi Thi đang ở trong Tổ Vu Kính. Nhưng mà xem ra Tổ Vu Kính càng huyền ảo hơn. Trưởng giáo chí tôn nếu đã cảm thấy hứng thú với cái gương này, vậy không biết trong Tổ Vu Kính có thứ gì huyền diệu vậy? Phương Hàn thử hỏi. Tổ Vu Kính rất lợi hại đó. Phong Bạch Vũ yêu quý vuốt ve mặt gương, giống như vuốt ve khuôn mặt tình nhân vậy. Vu thuật là một môn đạo thuật quỷ bí khó lường nằm ngoài 3.000 đại đạo. Mặc dù nói trong 3.000 đại đạo có một môn đại chớ chú thuật rất giống vu thuật, nhưng mà không phải là vu thuật chân chính. 3.000 đại đạo là thần thông cao nhất trong thiên địa vũ trụ, nhưng mà vu thuật chân chính lại xuất hiện khi thiên địa vũ trụ tàn diệt. Ngày tàn của thiên địa vũ trụ. Phương Hàn ngần ra. Đúng vậy, ngày tàn của thiên địa vũ trụ. Chúng ta có tuổi thọ, thiên địa vũ trụ cũng có tuổi thọ. Tuổi thọ của thiên địa vũ trụ trừ thiên vạn giới đến thời điểm cuối cùng sẽ xuất hiện thiên nhân ngũ suy trong truyền thuyết. Đến lúc đó bất luận là người có đạo thuật cao thâm cỡ nào, cường hoành cỡ nào, cho dù tham ngộ tạo hóa, nhân vật thành tựu như Hồng Mông đạo nhân cũng phải già yếu, từng cái thế giới già yếu, thiên địa sẽ bị hủy diệt. Lời nói của Phong Bạch Vũ để lộ ra một tia khí tức của ngày tận thế. Phương Hàn nghe mà sờn tóc gáy, Yên Thủy Thiên cũng vậy. Kết thúc tập này ở đây, mọi người nhấn like và đăng ký kênh để xem tập sau nha.